Xum chơi những cái chỗ. Ông chúng tôi nhìn ra các mặt to cái đồng nào ca này tại thì sắp nào ca cái phía xa đỉnh đầu xin phô xạ xây xin mô tầm hồi Rần xuống sau đấy lúc hầm hối Một trời cho là ca chú ý Rịp dòng cột ở Rà Rà Cả Lúc hôm hồi ta lúc bàn bác xa dục bòl chì môi nâng mê tư vi rụi hai rừng nữ. Bạc nhóm bàn thì phải xa hai. Nơi phên đi ta lúc xa nông phô giang mách chìm phô mê tư vi đã bỏ lúc xong mọi con ông quỳ nữ thì đi chìm môi lúc rồi có mình bài thế. Mình bách của bạn này, bằng quý của bạn khi nhóm bạn này vô lõ bằng quý của bạn khi nhóm sẽ nộp quạt bạn sẽ đạp Bằng quý thì ní bạn này tha, bằng quý nơi cái lấy nơi quạt bằng quý nơi kháng sẽ đạp đầy lộn nâng Rứ muối có ở quạt từ xâm ra nơi kháng kháu vì cái lấy ní Hồi vì lệ lục trở ca vì phía xá từ xâm ở quạt ở một ở phía xa mình men ở mong quy nơi kết lục tì xong rồi còn nơi bắt đầu miên nơi trong xã bà xa xã bà ca ní rư có mình bài tế về đi chùa bộ nơi sầm nu đài miền ca song say bẹ bòn nâng tha chùm lời là tập hò nơi sầm nu nú cứ ai chờ lời tốp tứ nòm ơi miền bị rút hiếp đã bẩn tục lời lúc từ lúc trời ca anh chơi cót một phía xa Rứ mối có ở quạt nơi ở quý nơi nông bật tục xã nà ca nâng chìa mùi tì ni rà hốt nơi nông ngầm lòng phê đại lục thư giả khai càm ni. Bạn xong mới quạt ở quý nơi nông xã nà ca ni rà hốt đó về bên chó. Chúng tôi chỉ biết lúc hôm hồi tha nước nông ông lông phê để lúc đó là khai cam cho buộc mục ông dùm rẻ ni. Lúc ai xong vì cổ hiệu bó chỉ môi nâng mê tử vi để bắt lúc khi môn sân môn nâng lúc cho lời nâng xâm nú rư cơ thuê cái áng nà mùi để lúc miền ca song sai tha chấm lời để bắt lúc rư cơ thuê áng để bắt lúc nâng vì ai đặc bẩn tốc lửa lồn đòi lấy xâm nua xây tiết đây là mình miên ca vẹp bọn đồ chân này tí lục ai chả lời để khuôn anh chẳng ca bị cổ nâng cư lục tra tè xâm nua ná đây là nòm ai miên chẩm lấy đi xa đây ác áng lúc ai thà lục dô thà ai đặc bẩn tốc này bị rốt hiếp lực lồn lồn Lúc dù thế, bà nhà này? Bạn có nhầm dù.
Look, Him Huy, look, I need ye, rip rope like some cape on pea, teak and lying, nung mucker ball, die look ban roh no, nung recover a ball of sea, knong on long pill, chnum, your lost num upon the moon that gets up, the hot doll, tongue tea, dop and pull, kai mesa, chnum, jets a pram, tower, look, twerkangi away, no tina. Nhóm xong chùm riêng lúc chạy cọm và lúc tổng ốc. Các bạn nam quan mô rơi chất sập có nhóm chìa cụm mà ba là dụ chiên đọp chân nam mà ư aoi và chìa đọp chân nam mà tổng đọp chân nam nó có nhóm bàn tờ riêng sốt nơi xa lá là hốt đó chân nam สมตัวบิชนามเจ็ดสับข้อบิชนามเจ็ดสับคือขยมชุบเรียนายขยมประกอบระบบสีจมวยปกมาได้ทวีจมการะโหดดอลชนามเจ็ดสับปีจงชนามเจ็ดสับปีนั้นดามชนามเจ็ดสับใบมีภูมิกิการเนี่ยเมื่ออายุปีดับผมเปิลดับผมใบชะน้ำโจลหรือกองตัวมาให้กิการมีภูมิโยมาอ๋อไอ้พวกขยมมากองตัวสลบหัดเรียนเรื่องสลบเป็นลูกขยมหัดเรียนเรื่องสลบก็ทำนั้นก็อะไรไม่เอ่ยครั้งปีก็ขยมสมกันนาสลาเตปเตียขยมพูดกีธาไม่เอ่ยขยมชื่อขยมสมเตปเตียกีธามันไอ้ชกอลเตปเตียงมันไอ้เปิดไอ้ไม่เอ่ยมันไอ้ชื่อมันไอ้เมื่อกาได้ได้ยังขยมถ้าขยมมันเหม็นกีเปิดได้แต่ไม่เอ่ยชื่อไอ้ขยมสมเตปเมื่อกาจานะแต่มาเมาปีเมาอย่างเมาไปเนี่ยโหดเมาคืออะไรเต๋อยังก่อเลี้ยงบ้านเต๋อขายมาเตี้ยปีเนี่ยบองเอาไปโดนมุ้ยนอนคนเดียวไงคือฉุบเหียนโสดนั่งฉุบหัดนั่งก่อนนอนคนเดียวหดเต๋อ หดเต๋อเลี้ยงเตี้ยได้บ้านมายุบเมาวิ้งทางสลาคือดาวินีขยมตั้งปีเนี่ยนี่คือท่าบอยยนห้องมอตำแหล่จอมกลายติดตังกองตอบฮัทคือจับขยมปีเนี่ยบองปองโดนมวยนั้งยัวตะบันเจ้ามวลนังคือปากกาหนังก็คือเอาเมื่อกับเพลิงใบดาวมาหายคือท่าไอ้สมัจจัดยัวกับเพลิงมวยน่าจงอลตกหายไอ้ยนห้องฉลาบกัดปีปูยตองเตยตึมเละเตยขังโบงนั้นว่าตะไลตะเปียงเฉยโหเตยขยมเจ็บพีใบง่ายไอ้กีตอนอากามอ้อยไอ้ตะดักปิงเปียงกีอัดอ้อยเยี่ยมอัดอ้อยไอ้เด็กจะสิบายในเชียมบาทเปลี่ยนนกยนห้องก็เลี้ยงตึมเละใบง่ายนั่นก็ฉุบตึมเละอะไรก็บานหอยครุ่นมาเปลี่ยนนั้นบาทกลายมาเตี้ยม้าบานกีดอพวกอังกฤษได้หัดนั่งไปจูนเมาคางเพียวเวสบายกับบ้านนั่งบ้านกองปูรอยดับปีนั่งกองปูดับปีนั่งกี่หื้อยู่ไปโจลกองตัวบักกี้เมนตื่นเนี่ยน้ำเม็ดทมทมกี่ไปโจลแล้วก็เพลิงทมเนี่ยน้ำเม็ดต่อยกี่เมาต่อยต่อยคางทำไมจึงหื้อโหดขยมเลยกองตัวนั่งโหดเลยขาดมาจึงเอาหัดเหียนปัจจัยกติยูเทโหดหยิบจำกาไวพะฮาคะแนนเลยพลเจริญปีก็ตะไวนับพลเจริญปี
khỏi một tiết đỏ màu phải chuyển lên một phây môi mà vay nâng một phây môi này tiết mà đó là khỏi máu nhóm chư hốt tập tiết nà mùi lại mãi ở phòng tầm mưu hãy sẽ đạp lập hiệp ca nâng phú mà thu thế nâng nhóm ọt màu tọa bình ấy tập tiết ba mà ngái tăng tay màu bình mà khỏi một tiết tôi vay nơi tam tôi lên mấy con liền đó bị tôi lên mấy con màu tiết màu tôi lên bà xã mình vay tôi lên bà xã nhóm có sở mạng nó chết tiết xong cái tao tiết lên tiết đó khỏi một tiết tăng tay anh kháng bạn mà đầy ái có miền bánh hạ ai tới người tử vi Your Honor, I do apologize for interrupting, but I can see from here that the witness is reading from a document, and I think it would be wise and to make sense for the judges to know why the witness has a document with him, and he apparently is reading from a document. So we just ask if the judges could inquire about that document. Thank you. Lục trả lời nước an tạm ấy cả xa đôi mấy từ vi cọt ông qua thế lục hôm hối chăm nè nè hôm hối nè chăm rong chăm ba mươi cro nước miền lưng bọc là hòm đấy hay từ lục chập đầm thì gì bán hay sầm lì thì gì nước đừng ai chồ từ Lục hâm huy nị dây đôi sẵng khép, dương chong đăng bò rẩm miên đôi sẵng khép, ông bí ca đại lục thơ ca nghi ở vây khla, hay nơi tì na khla. Tại bọn nọc tí, nơi khăn ông lòng chất sập bấy, lục mạnh thà, dương chong ở nị dây thà bị chất sập, tôi chất sập prám, tại sẵng khăn nâng cứ bị chất sập bấy đại lục bà nị dây là hốt đó. Thằng ngày tí đọc một bấl, khai mê xa cho nam chất sập prám. Đại con tọa khám ai gà hóng, bàn phát đua lùm 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 bọp lùn nol lý chìa đồng nạc kàl mùi dù lùi sẵn khép tế nì dây trù trù nơi mục nghe phía được cách nhân tì gà lãnh bọt đại bạc cá thua ca nghe đã bọt lục tại bản nọ bạc khi nhóm xong chìm biệt mần to tiết rồi máu nhom bầm rong ngọt tập tia và là bạn xem mặt đây ấy nhom ban ngọt tập tia mà đó về là nhom chư và về nhom chư đó cứ nhom tha lên máu với nhau cứ phải ăn ngay thêm phun sụt hốt thoải ban thoải hốt một mình một tọa mình hay cả một tọa mình đó còn rồi còn rồi xua không nhóm thà ê phải nhạc mau mấy anh thà say kinh chuông tiệm mà nhằm mấy mê tử vi anh dây ở chỗ bà lò mê tử vi à lăng vẹn nớ chăng anh dây ấy ở chỗ bà lò hai thần lông bố thà mạch mình dây tử tê đi chân này tê anh dây ở chỗ bà lò hai dây thà mạch bòm non này ca sân la dây nè
I will, and I apologize if I wasn't clear. I do request the chamber to inquire what is the document that the witness has. My understanding is that the witnesses have to testify without any documents with them. It can be absolutely proper. I'm not inferring anything. I'm just asking the judges to request to understand what is the document, because I can see from here the witness has a document with him. I just request to know what is this document. That's all. Thank you. Look, hầm hơi lục an ai cả xa men thế. Ai khi nhom dễ đi, cứ khi nhom luôn qua khi nhom dạng mày bị một máu cứ khi nhom dễ chứ. Ba. Mình trai từ la cá từ bên đất mới hãy đổ ai cả xa nâng ao dừng. Nên mình trời là cái dấu ở cột mình tới là những ai cái xa dựng bàn ảnh nhạt ở cột mưu bị tăng phim mà xa mình nên chỉ cầm nọt hết đây sẽ đập chùm lời sẽ khai căm rồi bỏ xa xây nơi đồng nạ cá chùm bố mốc sẽ hạ chờ crom sư bằng kết លោកនិយាយអំពីមិញថាលោកចូលធ្វើកងតបនៅក្នុងប្រជាដើមឆ្នាំ73ចូលតបនៅកងតបស្រុកនៅស្រុកណាកងតបស្រុកខាងណាទៅបាទកាលចំនួនពួកហ្នឹងគេហៅកងតបស្រុក18ស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាល ក្រោយពីធ្វើកងតបនៅស្រុកដប់អំបីលោកបានអះអាងថាគេជ្រើសរើសក្នុងការចូលទៅកងតបមួយថ្នាក់ទៀតដែលមានធំទៅខាងរុករោះហើយអ្នកដែលធម្មតាទៅខាងកងតបថ្មើរជើងហើយលោកទៅតាមកងតបថ្មើរជើងកងតបដែលលោកចូលទៅខាងថ្មើរជើងកាលនោះកងតបគេហៅកងតបអីទៅ បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកគឺកងទ័ពថ្មើរជើងលេខ112កងរៈស្នាតូចឈរជើងនៅកន្លែងណាដែរបាទឈរជើងនៅគេហៅថាក្រាំងយើងអណ្ដូងសំឡងនឹងណែតំបីឆ្លាតវរៈ112នឹងចំណោះឲ្យអង្គភាពណាធំជាងកង112នឹងទៀតបាទកងហ្នឹងគឺកងគេថាកងពល12កាលនោះមិនទាន់ប្រកាសកងពល12ទេតែខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេខ្ញុំទៅមកដល់អញ្ចឹង គឺគេហៅថាកងពល12ចាប់ពីពេលដែលលោកចូលទៅធ្វើការងារកងវរៈកងទ័ពនៅវរៈសណាតូច112ក្នុងកងពល
12នោះរហូតដល់ថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ75តើលោកបានដូរអង្គភាពដែរឬទេឬក៏នៅតែអង្គភាពដដែលបាទខ្ញុំដូរអង្គភាពតាំងពីឆ្នាំ1974ពួកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកាលខ្ញុំ112ហ្នឹងតាមមុនគឺកងរយស្នងការកងរយខ្ញុំតមុន កាលនៅច្បាំងខ្ញុំបាក់ស្មារតីខ្ញុំហត់ទៅផ្ទះខ្ញុំចូលសាលាសេរីពីរដងហត់ទៅផ្ទះ3ដងរឿងហ្នឹងហើយដែលតមុនគាត់លែងទទួលស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំជាមនុស្សអស់ការអប់រំរបស់គេហើយគាត់ក៏ប្រគល់ខ្ញុំទៅឲ្យតាហូកងវរៈ112ហ្នឹងតាហូកងវរៈ112អតីតមកក្រោយមកក្នុងនេះហ្នឹងគឺអនុប្រធានរបស់ក៏ដូចកាលពីអំឡុងពេលលោកធ្វើកងទ័ពក្នុងសម័យសង្គ្រាម70-75ដែលលោកថាធ្វើនៅអង្គភាពវរៈ112ដែលមានប្រធានវរៈឈ្មោះហោនោះលោកនៅអង្គភាពណានៃវរៈនោះហើយអង្គភាពលោកនឹងមានភារកិច្ចឬក៏មានមុខងារប្រតិបត្តិការយ៉ាងម៉េចដែរបាទពេលដែលតមុនដកឲ្យលែងទទួលស្គាល់ខ្ញុំទៅតហោយកខ្ញុំឲ្យមកនៅជាមួយគាត់ថាឲ្យឯងទៅឯងទៅណែនេះទៅកន្លែងកងវរៈឲ្យដល់ហើយគាត់អើខ្ញុំក៏មកកន្លែងកងវរៈកន្លែងតហោហ្នឹងដល់ហើយក៏ឲ្យនៃសាគាត់ជូនខ្ញុំមកបៃតូចបៃតូចហ្នឹងគឺគេរៀបចំជាកងសម្រុករបស់គេមួយនៅកន្លែងហ្នឹងគ្រប់គ្រងដោយបងហ៊ុយបងហ៊ុយខ្សែអតីតនៅស21គឺបងហ៊ុយខ្សែកងមិនកងសម្រុកកងមិនច្បាស់លាស់មើលក្នុងកងអីគេបាទកាលនោះគាត់ដាក់ឈ្មោះជាកងសម្រុកកងសម្រុកបាទហ្នឹងហៅច្បាស់ថាកងពិសេសបណ្ដាជំនួសខ្មែរក្រហមហ្នឹងគេអត់ហៅជាងទេគេហៅកងសម្រុកកងសម្រុកកងរបស់លោកកងសម្រុកហ្នឹងមានគ្នាប៉ុណ្ណាបើកាលនោះពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប្រហែលជា50-60នាក់ហើយនឹងខាងសហការជាមួយនឹងអង្គភាពខាងបុព្វាប្រហែលជា50-60នាក់ទៀតហាត់ជាមួយគ្នារហូតដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសា75និយាយចំនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75តើលោកធ្វើអ្វីនៅទីកន្លែងណាបាទថ្ងៃទី17មេសាគឺខ្ញុំវាយពីកណ្ដាលបងភ្នំពេញតាមផ្លូវទឹកខ្មៅរហូតចូលមកដល់ក្រុងភ្នំពេញតាមផ្លូវរោងចក្រកែវលោកនិយាយរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីការដែលលោកចូលមកក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ75តាមរោងចក្រកែវមកពីទីខាងត្បូងនៃទីក្រុងភ្នំពេញនេះរហូតដល់ថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ79តើលោកធ្វើអ្វីនៅទីណាខ្លះប
bà khi ông sống riệp đó bây để vay chỗ chân nằm chân sắp phải ảnh cứ nhóm vay ta phải chết lệnh mà phải mua tập khám hay bọt tư này phải cực bước từ tam ở hông chạy cái bây lúc nhóm bàn chạp màn lan thì anh Khang lần đó cập lương thông bị đám nâng có cập lương bị lan hay nâng xạ phải ảnh mà nét nâng câu anh quạm nhẹ điết cả lúc hôm có ai quạt tần na tới đây quạt nữ kẹp quạt plau á quạt này dồn ho thầm đẹp chỉ bơi khi nhông nắng hay khi nhông còn thoáng cũng lang phục khi nhông tới tam phải hùng chạy cay nắng vay trôn pin điết và là hốt đó khi nhông mà nơi đó lại bệt chân lại sài chân thô nắng đó là nghe hai chỉ mong pi mong bấy cả lúc kia ao kia bậc ca ao thầm mì thông thông ao thầm lẹ cặp lương đó thì hiện này là con ông còn không bình mà đó phía mong pi mong bấy là nghe nhắn và hô ban phải học nhom ao khi nhom từ phải học hàng thì luôn nó ao vô lan đã cặp lương để tam thời chết để buôn chống nắng còn anh biết chân thì sai còn thua nắng đó phía là nghe mong phẩm phơ mong phẩm bấy vì lúc mong phẩm bấy có lại ăn phê bọc nhóm bay cơm nắng có hiệp trăm ở chôi dịch chúa còn chôi dịch chúa mong phẩm bấy nắng bạn tu khó bay nâng bánh cầm lưng để thả đề ca ở này có âm chất phi cầm đắng ấy cả lúc cứ đại luôn, khá đại luôn mà cần nạt khá ngọc bọc khăn trả là năng ấy, thì khi nhom còn bu, khi nhom còn bọc cặp lưng ấy cho nhom hoạt vào đời. Lục hầm hối tại lục school ti sản xuất so mà phải mui đại tí. Bát khiêm chọn lục đại rồi nơi đường thưa ca nơi khôn ông thi sản sắc xòm và phải mùi đại tỷ bát khiêm thưa ca nơi lại sản sắc xòm phải mùi nè lục chôn và thưa ca nơi khôn ông thi sản sắc xòm và phải mùi nơi ngày khai sinh năm nào đấy hay nền nát trên nè dọc lục một thưa ca nơi nông một tí sản xuất xong phải muối nhóm sông chùm riêng lục cho con bài hai chân năm chất lập phẩm cứ khi nhóm cứ ai ông gặp hiệp năng từ lạc đây nơi cái lãnh à kỳ sinh đi chạy nghề của kỳ sinh đi chạy nghề đó lạc đây lực lưu sai thư chọc cạp chọc ấy luôn ai nghiệp con nghiệp ấy mùi mùi mẹ chỉ tớ đặt bài luôn ai ngon mẹ thật xí lạc đây nghiệp đây lực lưu sai nắng khảo ấy mà tiết ban kia phải chuôn phụ nhóm ai tần nơi phải chứ tần nơi thư sai nắng lực lưu lạc đây lạc ấy ấy hò à nó bài tất đại hò hà nó chọc đăng nghe lấy chọc đăng bì bù lô gri bù rôm vì còn đại chi bịa thật sằng khai lục ọt scol bịa sằng khai tê chứng ông nhầm đấy mình chẳng sắp đâm bánh hà nông tê ấy lời nít châu nông rương bịa bòn cho môi nâng ông hay để trời thua giật khai cắm xúa thá lục trời ban bánh chun một thua ca nơi khăn ông bánh ti so một phây muối nơi bình nà ngay khai cho năm ná ta nhận na trên nẹo tư sinh niêm rưu có trên nẹo nôm lúc rưu có chặt lúc oi một thua ca nơi nông bình ti sân nó sóc so mà phây mùi ní chia sầm nô bà khi nhóm xung chùm rẹp hà khi nhóm nơi phê chữ ta hô có tối con bà rẽ còn bán oi khi nhóm máu lại còn có thể ao khi nhóm phá ong gặp hết tới amrin và con đó thuê xíu đó bây giúp máu một mấy con đục khi nhóm máu châu cục và có thể
ai mình hưởng khi tha khi đăng bên hưởng ấy bỏ ai tại đó nó cũng đăng nhóm được khi nào khi nhóm cao về muốn thứ tôi học khi tập tiếc chỗ sala rồi đi đó hai ba chỉ hưởng nữa bà đây khi nhóm mau đây cục năng pi bảy ngày cho năng tới khỏi mau ba cái ao gì mau ấy là hốt lời khi nông trong khi nam chất thực muối được khi nhóm châu mau cái này chẳng bàn đây tha đây không chỉ nằm một bàn mà chật vào muối cứ mùa hồ nắng như này chỉ được rơi chặt lốp ỏi một thui cá nở một tì sò một phì mùi chẳng mến thế bát bàn mến hồ các bạn phải mặc hang đại sư mà ăn được thiên bao tận đội gì cứ hồ cả tối muối tiết đại chỉ còn và xây muối tiết mùa hồ đại cái pi lục một thôi cả nơi mình đi sản xuất so một hơi mùi nứng cả nó mua bật bọc cát này cả lại lục thôi cả nứng cái đại chư muội mình đi sản xuất so một hơi mùi rồi coi chư mua xây bị nỉ bạn cả một đại chư mua so một hơi mùi lúc score chụp bát đấy mình ti sản xuất xong phải muối và phải thịt mới phải chụp bòn nắng ti cái này nè thì hai ấy phải chụp bòn này bạn phải chụp bòn này cái hai tuổi slide cái hai sợi rạ mình ti cục tuổi slide nâng mình đấy bạn bên lúc mình thời kỳ mình chun một thôi ca nơi mình đi sản xuất so một hơi muối lúc thôi ca nghỉ ở vậy đấy cái chặt ấy lúc thôi ca nghỉ ở vậy đấy bạn cảm ơn khi nhom chỉ chút chút nơi cà phê cái lại là tốt năng ai cai mà tiết cái ao khi nhom từ nơi cái lại để chăm được tu luyện tu nơi cái lại thì đã tê ôm muối và cho bón cái lại bọc cho bọc mồm lắm tam đại lục nơi trong chăm ta nơi khi nông ông gặp hiệp so mà phơi muối từng mù nứng cả vì lục châu một đòn nẹn ná chia bật thiến nẹn ná chia ăn độ bật thiến hay miền tam mai trực để rưỡi tí bạc này cà phê bị mòn máu cứ miền bật thiến khi đẹp mà màn nẹo bà bật thiến còn rồi khi đẹp chết đoạn nẹo ประเทศตัวคอตรร่วมหรือก็เปียทางคณะกรรมธิการมันตีซอมาเผยมวยเปียนี้ได้ลูกได้ลือเต้คณะกรรมธิการมันตีซอมาเผยมวยขยมอดได้บานลือเต้คณะกรรมการยมลือแต่ประเทศซอมาเผยมวยนังอนุประเทศนังสมาชิกมันยังสัวท่าโลกสกอลตีการปีมันดอนโลกมันเถื่อการนั้นประเทศมันตีซ้อมมาเพย์มวยนึกชั่วโมงเอาไว้อนุประเทศมันตีซ้อมมาเพย์มวยชั่วโมงเอาไว้สมาชิกในมันตีซ้อมมาเพย์มวยนึกชั่วโมงเอาไว้ยังยัยปีประเทศองค์กับเพียบแต่งมูลมันเป็นยัยกองเรยตีโลกสกอลตีในนาคีบาทประเทศองค์เพียบซอมาเพยมวยคือตัดโดยกอดเจียประเทศอนุประเทศคือตะโฮให้สมาชิกซอมาเพยมวยนั่นคือบังฮวยอ
Huy na Huy chmuh pinh chmuh ay tử Huy nâng hay cái lãnh thư ca quát nơi cái lãnh ná này này mình tí xong phải mùi Bạn cảm ơn hai quát ta bằng Huy thông bằng Huy thông quát sở mái chiếc rồi bỏ xong phải mùi quát thư ca nơi phải xó Lúc Nhi mình tha cái ơi lúc thư ca nghĩa khiến nẹ nơi bà chăm cá nơi bỏ mùi đài miền đạn bà trụ tiện tông hay cái này nó phải cho bọn này cứ chìa sử thần nì bà trụ sầm bọc hâm mùm nơi mật đồng khắp bài nâng sử thần nì này rọt dân bật lốt ở kỳ phây ta ông ngập hiếp rồi bọn lúc đài lúc từ thưa ca nâng cái hai ông gặp hiệp ấy tử ông gặp hiệp núng bà ông gặp hiệp khi nhom mà cầm nâng cứ cái hai đó ông gặp hiệp chạm từ tu nhẹ tu nâng từ chạm nhẹ tu hai đặng đặng nhẹ tu đại khi xuôi chậm lại hai vô tới chuyện này lúc đại lư miền ông gặp hiệp con bị xe tí bạn ông gặp hiệp con mà xe anh chị thoa mà đà đi chị thần thoa mà hào đi bằng tam cơ bất khảo phần này ca phía tầng ông ta miền ca bay chạy chế ông gặp hiệp ca phía miền ca phía kháng cầu nâng ca phía kháng nông đại rồi tí bà không nhóm xong chấm điệp men bánh chai phần này cà phê kháng khăn ông xếng hay cà phê kháng khẻ áp xếng ông gặp hiếp con cà phê kháng khá đại lục dây tha lục thua ca nơi thì nụ hơi bộ pinh phía được kênh từ tua bình chia từ chạp bằng nụ nó mà nụ chô tơ đã không khen hay nó mà nó chênh dọc tới công tích để lúc bà này dê ông bà mình đi ta ông gặp hiếp nóng miên khả chấm nuôn bà màn nhé hơi cái bánh chay cả cực rộng giang đổi mà đánh đôi chìa con chấm nó ông gặp hiếp nóng chỉ trả ơn con hơi không bị con bị con miên khả nha bà màn nhé đấy bà thì nhóm xong chấm đẹp tha ông gặp hiệp mặc rộng nông tê tại đó phê thì chạm nhẹ tu này ấy nơi cái lãnh ná cứ tà hô có đọa cầm lăng phi thay ca phê ừ nẹ mẹ thông thông vô máu tôi chạp chỉ mùi bụi khả nhóm ấy nâng tà hô vào nâng chẳng cầm bọc lúc miên khả nhiệm bà mạng nẹ cầm bọc lúc tôn lắc nên miên hiệp hai bà mạng nẹ bà crom bọc nhom đây là nhom này can cáp chạm vào tua nẹt tua nằng ní nằng nằng đặt hình chun vô từ ní nằng mà crom khné đạm nẹt này nằng lúc ní gì mình tha miền từ tua bọt bọt cá nước bọt bình chi đây là từ cho từ chập luôn mà nu vì cái này xem crom cả đặt nôm rồi bỏ hố để chỉ ở nụ vật thiên đời miền ca chữ rư nơi con cà phía nơi ông gặp hiệp xây tiết đầy miền miền thông thống đầm bây chìa chìm nùi ta ca cho bọt bọt ca nóng ca chạm bằng nụ nóng ạ đầy miền hồ chứ nè đặc nôm bằng chìa nóng ta chạm nơi thì cổng phụng bánh rư có chạm nơi đầm bọn nền nìa nơi cổng phụng một phía rư có đầm bọn xây biệt tu tiên vật tế hơi nhức nhọp đại rồi tí ba tôi chạp nơi tam khét định bắt đồng bóng có tư tại bắt đồng bóng tư nắng có cầm lăng đại kỳ chạp nó hơi làn tại đó đang đặt màu bì dục một mình hơi
nơi hang xoài riêng hang xoài riêng phụ nhóm tư vô nâng có chia con tọa Việt Nam đại kỳ chạp ba nơi tam xa mò phùm bà dụt nâng và hay tới hang bông xóm tới hang bông xóm nâng có kỳ chạp hai đăng tật đất đất nhà màu hay tam bắt mình chia bó tờ hố hay tật đất đây mình chia ai phụ nhóm tư cứ nhóm tư chỉ mùi phát đại chỉ bật thêm con cà phê mình những lúc này về về thực đập vì muốn lúc này hưởng chạp lấy dân hưởng chạp muốn dân thịt tục mà đồng sấn dân xua đường đập vì vô lúc chơi đường đập lấy là bốn thà hưởng chạp lấy về về đường đập xua thà tá ca thực đập mình nuôi được bắt bòn đây từ phải riêng cái đấy từ cầm bông sau cái đấy thì mỗi xua thà tới một trường nắng miền kia còn màn nè hay tới đây một số bài ấy hai ca đặc hình chun một nút nứng vì thì nút một căn cục tua slide nứng mùi chương biên từ tua một nút một còn hai chỉ còn màn nhẹ đá tam để lục ở trong chấm bà đi tới ba tập võ tập ba tập võ cứ lan lòng về pi tới khnếp bằng mùi nhẹ vậy đó bà đi tới y cái bông xóm cứ lan lòng về mùi tới khnếp buôn phèm nhẹ bà chỉ mùi phol đại chỉ bật thiên bọc nhóm hay tới hàng xoài riêng đấy có khnếp tịnh nát có buôn nhẹ đại tới chỉ mùi nhẹ bạc lan chỉ mùi khnếp nằm lan lòng rồi về mùi nắng ai đực nhẹ đại tư chập khuôn mình chun pi khay pi nằm bắn nền nia một căn thì cầm phun pin nắng ban tục ban ba màn nhẹ đẻ nhẹ để tôi chập khuôn dương mình dây âm pi con cà pi nội thể dây pi mình nút để tôi chập khuôn nữa đặt ban ba màn nhẹ tới lục này dây thà lan lòng rồi về mùi cường bà lan lòng rồi về mà cường cứ đặt ban này phần phần bay nhẹ đại chỉ nhẹ tu đại chạm máu hay nhẹ đại con cà phê từ mà đong buồn phèm nhẹ chỉ mùi nắng có chỉ khăng mục khla chỉ cà phê khăng khối khla chỉ mùi khné nữa hay đi từ ba tập võ này từ ba tập võ cứ lan lòng về phải chăng ai cứ từ lan pì và rồi biết nông ca không cường nhẹ cho nhẹ tới chập luôn đã rất dần bị chun bị nằm bon nền nia đôi chỉ bị bắt đập bong bị vài riêng rồi có bị nằm bon bị xe cầm phong sáu một căn mà chạm mình đul mình ti sản sóc so một hơi mùi nồng bính chặt chay giang mai tới từ lư nhẹ để tới chập luôn rồi đôi chỉ ca chọn đáy đã khăn lo đã khăn lo chướng chọn rụm mốc rứ có cái thơ giang đôi bên này prop prop chìm pua nhẹ để tới chạm khluôn khăn ngầm lòng pil này cá đặc chỉnh chun pi ti nú màu can mình ti sần sóc xóm phải mùi bát xóm xóm chìm đẹp lục giờ cấm cá đặc chỉnh chun giống máu cứ tất đó cái chạm bàn hái cái chạm bàn hái cái chọn sạp xây mặc hối hay chọn cả nát bật phần này ở chết tiệt đó bên phụ nhóm ta đó cứ đô dục nó ô tôm tích đặt nó đây mặc hối nắng hái hiệp chọn chọn một oi xa nó vĩnh cùng oi nhạc tu cho là lưu hai lượng nhạc tu không đã lan ở quy hiệp nghe sửa lại bán nó nghe lang lan mà nơi khăn ông rất dân nâng miên khăn nọ chương thế miên khăn nọ chương à khăn nọ thường bị chư được gặp bị đầy chứ snua snua hay khăn ông ẩm lòng pil này cá đặc ở trên chùn nó cứ cao bị đặc khăn nọ cứ khăn nọ đầy cho cao cho ông mốc cứ miên đặc khăn nọ ở chương tiết
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពេលដែលដាក់ខ្នោះពីនោះមកហើយគឺអត់មានដាក់ខ្នោះជាងអីទៀតទេព្រោះអ្នកការពារប្រយ័ត្នប្រយែងណាព្រោះការពារມັນឲ្យងក់ទេម្នាក់ម្នាក់គឺការពាររហូតតរមកដល់កន្លែងគុកទួលស្វាយនេះវិញ ចុះបើផ្លូវឆ្ងាយដំឡឹងអមតខេត្តបាត់ដំបងសម័យនោះគឺទិដ្ឋភាពផ្លូវដែលក្រោយសង្គ្រាមនោះវាមានការខូចខាតជាច្រើនដោយសារមូលហេតុនៃទម្ងន់នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកផងនៃគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗផងហើយមិនបានជួសជុលសម័យសង្គ្រាមមានការលំបាកមែនទែនអាចចំណាយពេលវេលាច្រើន រហូតដល់ច្រើនថ្ងៃឬក៏មួយថ្ងៃយប់មួយថ្ងៃឯណោះចម្ងាយ300ម៉ែត្រ300គីឡូនោះតើគាត់បាត់ជើងបាត់ដៃអីយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដែលត្រូវចាប់ខ្លួនបើលោករៀបចំដោយវិធីនៃការដាក់ខ្នោះទៅក្រោយដែរគាត់ត្រូវការបាត់ជើងតូចបាត់ទឹកធំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េច បាទខ្ញុំសូមជម្រាបពេលដែលផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹង tụi bay nè tô bọt chiên bọt đầy giang bay cái đói có mình hiền ơi chụp bọt chiên bọt đầy đấy phú khai nè tô họ đuổi chẳng nè tô cứ chia thoa mà đá ảnh nôm giang bay ảnh nôm mà hôm nè nè khai ta hưởng hội hay phơi nằm bon đó nó có chăng ăn tiết chẳng khai chia thập bọt bạc màu vào rồi lúc gì mình đó việc lươn mình tách mình tay dương xua tay mình đón tới có mọi việc sầm tăng thầm nô đi làm vĩnh tha tá lúc tự đặc trình chun lời sắc Việt Nam được hết xoài riêng thì mối tha ông long pê cho năm nát đây lúc tự đặc chun nổ thì pí lúc đặc chun bị hết xoài riêng một căn mà chạm mình đôl sàn sọc thì so mà phải mối tôi slide ក្រុមពេញនោះអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យទៅដឹកជញ្ជូនហើយទី3ថាដឹកប្រមាណជើងហើយក្នុងមួយជើងនោះមានគ្នាប្រមាណអ្នកសរុបដែលលោកទៅដឹកជញ្ជូនមកនោះមានគ្នាប្រមាណអ្នកជាឆ្លួយសឹកវៀតណាមនោះ បាទពេលដែលខ្ញុំទៅនឹងគឺទៅដឹកពីជើង và bị chiến nó sập đốt khné đập ram nè hay nè nói chuyện nè mình chia ơi lục từ đập chửi sập ở Việt Nam nú ba cái nhóm sông chấm đêm cứ tận đội quạt ao này xa quạt một phép nhóm ơi tới đặt nhà tôi nơi ở xoài riêng đại kim kiệt Việt Nam. Bên lúc thôi đầm na từ đặt nhà tôi nơi bắt đầm bon ở đây nơi xoài riêng ở đây nơi đầm bon bị xe cầm bông xóm ở đây tớ lô căn lịch khất thôi đầm na tớ miền lịch khất thôi đầm na ở đây tí hay bờ sân bờ miến tớ lịch khất thôi đầm na nắng អ្នកណាជាអ្នកចេញឲ្យអ្នកណាជាអ្នកចុះហត្ថលេខាឬលិខិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកទៅដឹកជញ្ជូនមនុស្សទៅធ្វើដំណើរទៅដឹកជញ្ជូនមនុស្សមកវិញដូចនេះអ្នកណាគេបាទលិខិតដើរផ្លូវនេះគឺទៅដូចខ្ញុំយកបានពីតហោទេតហោឲ្យមកគឺលិខិតនឹងសញ្ញាចេញពីសុនសែន lúc này gì bị khăng đâm mà vinh mình dương ban bằng ông nơi sầm núa rồi bao dương đời xa lúc ban chơi lời vẹp con nâng cao bằng cọp bằng chi đời miền cả đặc nôm hố đời trên đặc nôm rồi bắt cá nước nông cá chập mình nuôi vì cái lại xinh xinh dọc mờ cái lại mình thì sản xuất so mà phơi mũi mà chạm mình đồ phun bình sầm núa xua tha ta rồi bắt cá đời không cá chập
mình nhớ cứ dương bị chẹt làng vĩnh sầm nua là vay để lục ban để gì cứ chỉ cả đặng chun từ từ tua mình nút đây cái bàn chập rồi hới cứ bầm lại tì mình nút nút vì bắt đập bong một căn mà chạm mình đồn mình tì sang là sọc so mà phải mùi phun pính rứ co pi xoài riêng pi đầm bàn bị xe cặp phong sáu dọc một để lấy về về riêng tranh chập bình mình chia chập khuôn số tha tá rồi bạn cả nâng cả chập khuôn nâng miền cả này nà khá hay chập khuôn nơi tì nà chập mình nuôi nơi thì còng phun pính rứ co lục miền ca cho thể chập nơi tam đầm bon rứ co phun một phía nia nia đại rứ tì bà nhom xong chấm đẹp ca chập khuôn cứ chập khuôn nơi cái xa thầm ấy mà cái lại cứ tua bắt mình chia pi tờ hố ao khi nhóm nghiệp cho cầm lang tới hái cọt tờ tua mình chia pi tờ đội một tiết pê chạm nó cứ pê chạm dục tiền nó cái lại xa thầm ấy bắt mình chia đội nấy cái bắt mình chia đời toàn mót đây thì gì tại mót tế thì có miền tây xây chia cả đặt nam chia bắt mình chia ao chạm nana ná miền tây đặt nam hồi mà ao lục đá quát bên chia tam là dạng màu khang thờ hồ máu thờ hồ ai cũng không nghiệp chom cầm láng tới chỉ mũi quát tới chẳng bao nhiêu tha cách ra ba ca ra ba lố cứ lục tới chỉ mũi hồ đi bộ hồ đi giờ lục thiên nước trên đạo bên chia lục toàn như thế anh chẳng men tí bạc chập nơi mình làm sao thay ngày để luôn để gì nữa chập mình nuôi phần này bác nhom phải cha mai phụ chập nó phải đăng tập phải giúp chập nó lại nhau miền tranh pro bạc ca chập mình nuôi xây thiết tí cầu pì cả này để sao thay để lục lần ní bạn miền tây chập đôi thà nẹt đại mau pi bát tì parang cứ cái nơi xa cống cứ bị chun máu cái lại nhóm đại nơi chạm được tu nẹt tu nơi cái lại bọc như bọc mồm sọng ngay đó cứ nơi xa cống cứ bị chun vô máu nơi chán mầm đoan buôn ẩm nẹt mầm đoan buôn ẩm nẹt mà chạm nơi cái lại nhóm đó chứng tờ ca tờ tua bọn mình chia hơi trên bọn ca chạm mình nu vì khăn cài đại lục an tha đặc nuông đời hố đại chiến nục thiên đây mình ti sân sóc so mà phây muối miền ban tư bọn bạt ca nơi mình đã làm bon phu một phía nia nia cài bị ti krong đại được tí bà cứ chạm nơi con trà ăn chiến bà tới chạm mà nuôi nơi con trong chẳng ăn miên cả đắt nam ăn miên miên rụp thọt miên ấy phong ta cả tới chạm mà giang mấy bên ai chờ lo mà nuôi đại thế rồi có cái cầm nọ nơi một thành nhà giang mấy một lần ăn một cái chạm luôn bạn kỳ ban này nó phục nhóm hai quên đại là chạp ta đó nó cứ miền tài nẹ miền đặc cam mà ba cái muối được pin nẹ cái ông quỳ mà phái hay nẹ đại là thời chụp thời ca chạp luôn cứ ông quỳ chung khi đang đá tay cái miền xì nhà bọc cái xì mạp ao chạp mà xì nhà xong coi lại lúc chụp ở tiền nó kêu tầm coi xì nhà đời vị thi dạng mai tử thành nhà này một thành nhà để thời chập luôn mà đội quy hạ cam mà ba đại khi nơi quy pin nhẹ cho học này nơi các bài này nó cứ dương mình ai chập luôn đấy
chúng chạp khuôn đó anh ạ. Quý khuyết bằng tích của cái đạo cao ấy chẳng mẹp áo anh quý đạch đà lại vì khuyết năng thư ca chạp khuôn. Chẳng mạng đây tha cách bà ca đã bắt lúc đây đắc nôm đầy hố nông ca tử tuôn mình chia chạp mà nụ nâng. Mình đây chanh tay chạp mà nụ cử xên bì mà nụ nâng nông thị cử nông phân bình tì. Chẳng mạng tí. Bạn bà tới tam chúng nó bọt nâng tam cái cứ đăng đặt chạm tới tuôn kì vô màu. Bạn có hô nâng tới chỉ mùi khí nhóm đăng phá tới chỉ mùi khí nhóm. Và chúng ta đâu bàn bên tới chỉ mùi khí nhóm đi. Mình mình lúc này dì đó chấm lạch mùi thà lúc nơi của chăm ca thà lành tẻ mùi đài miền đạ nơi vật trụ tẻ tướng hay thì nụ đài kì skol thì tu tớ bà dạ bọn ấy cứ sạch thân ni vật trụ và bọc mùm hay bà dạ bọn ấy nơi tam đoàn phá lâu bị thay bày rời học mà đồng khẳng cao này ông gặp hiệp rạch dân bật lốt ở kịp hay mục nghĩa này con ca phía nơi tỷ nút thưa bây khả bạn mục nghĩa con ca phía nơi lại nút cứ đích rộng bọc nhóm lấy chạm tụi tôi nẹ tố để kê phải chuôn máu thông mấy cầm ói men lan kế cho tụi đó là khăn nông cho đó khăn nông cứ thở tụi tôi không thở kê mình ói đăng cả lại này. Hai mũi tiết phụ khăn nhóm cài bì ca nghe ở nắng cứ chạm tụi tôi nẹ tố để kê phải chuôn máu đưa mũi cầu cháp nơi chạm cả lại khăn nhóm không bì ca nghe nắng tới kì ói chính chấm sát, chính chấm ấy nó cái lại nó. Mình lúc mà như vậy thì khi được kênh này trong một lúc cứ bị chăm ca nơi thì nó hơi ca bởi kê bị chun mà nó một đó cứ thì mỗi cái chạp chạp mà này thả chạp mà nó đang chọn đã khăn nọ mùi tiết mà này thả mình một nghĩa chăm từ tuôn mà nút đã kia bị chun mơ phi ông gặp hiệp nền nì miền này thả mà nút nóng cái chập tròn rồi hơi cái đặc bị chun một đó còn là thua cà tì tú vì ông gặp hiệp đây cái chập bị chun mơ hồi lúc hồi cầm lúc nắng bị chun một to tới thằng nong tay bẩn nọ chân men tí. Bạn chẳng mến lúc. Lúc này dì mới ông phí cả này mình thà phụ nì ra xa cỡng đài chỉ nhật nhuốc tay anh ta chạp bằng nụ một phí kháng cao và tê đài chôn một nơi nông vật tê Campuchia kê bị chun mà nụ nông bị chun một tam đặc biệt dàng mình miền đặc nó hại đại thế, rồi có cái bị chun một tam thòng một đá, hai cái này dây dằng mấy tớm, rồi bắt cá bắt lốt chập đầm thưa cá chập bắt nút tiền nút, hai bị chun vô nòng mình thì sản xuất thòng phải mùi. Bạn muốn nòng chập luôn khi mà phải muốn hái cái thà bị chun mà nút đại mau pi bỏ tê thưa cá chập luôn. Và hai cái có bộ từ bên tới hay cái đường nó cầm lăng đặt trình chun vô máu đặt trình chun vô máu mà đo lại tiếc không trong cửa hiệp cầm lăng chạm chạp phố tam nẹt ao ipon miền đắng cứ tận đôi hay là tận hố đài nẹt ao ipon miền đắng hay nẹt đài một phép không cứ tập bóng anh nẹt một phép không thà nó phải chun mà đừng mau quay lại lâu nè. Chúng ta tuôn bỏ đồng miên nông ca chạp mà nông này cứ miên bỏ phục bì. Thì mỗi cứ bình chí đã bỏ đốt hơi nắng nụ và thiên đã bỏ quát cứ hồ.
ឲ្យ ត្រៀម កម្លាំង ដើម្បី ទទួល មនុស្ស ហើយ មួយ ទៀត គឺ ទទួល ពី នារសា ក្រុង ដែល មាន ឈ្មោះ ប៉ង បាន មក ប្រាប់ លោក ផ្ទាល់ ថា បន្តិច ទៀត នឹង បញ្ជូន មនុស្ស មក ដល់ ហើយ មាន ចំនួន ជាក់លាក់ ប្រមាណ អ្នក ប្រមាណ អ្នក អញ្ចឹង អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ អញ្ចឹង មែន លោក ចុះនារសាក្រុងគេបញ្ជូនមនុស្សមកហ្នឹងដែលគេចងគេដាក់ខ្នោះមកស្រាច់ឬសិតតែបញ្ជូនមកគឺអត់មានដាក់ខ្នោះទេរបៀបថាប្រើវិធីផ្សេងៗបញ្ជូនមកកាន់ទីនេះទីនោះទៅមកដល់កន្លែងរបស់លោកទើបលោកបញ្ជាចាប់ខ្លួនសិតតែអញ្ចឹងមែនទេបាទ ពេលដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកគឺមនុស្សទាំងអស់នោះក៏គេមិនទាន់ចាប់អីនោះដែរគេភូតថាឲ្យមកកន្លែងធ្វើការបាទមកកន្លែងធ្វើការក៏ចេះមកជាមួយគេមកមកដល់កន្លែងខ្ញុំហ្នឹងដឹងមកគ្នាហើយនឹងធ្វើការចាប់ខ្លួនឲ្យគាត់ចូលមកក្នុងបន្ទប់បាទបន្ទប់ហីអង្គុយតុកអង្គុយកៅអីហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំធ្វើការចាប់ខ្លួនពេលនោះតែម្ដង បញ្ជូន ដោយ នារសា ក្រុង ដែល លោក បាន និយាយ អម្បាញ់ មិញ នេះ ដែល មាន ឈ្មោះ ប៉ង ជា អ្នក សម្របត ទម្រួល រវាង មន្ត្រី នារសា ក្រុង ជាមួយ នឹង សន្តិសុខ ស 21 មាន ករណី របៀប អញ្ចឹង ច្រើន នេះ នឹង សរុប ប៉ាន់ ស្មាន ប្រហែល ជា ប្រមាណ អ្នក ដែរ បញ្ជូន ដោយ នារសា ក្រុង ដែល លោក អះអាង ថា អ្នក ដែល មក ពី បរទេស មាន ប្រហែល ប្រមាណ អ្នក ដែរ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប លោក គឺ ច្រើន ដែល គាត់ យក មក គឺ ច្រើន ណាស់ អ្នក ដែល មក សិត និយ សិត មក ពី សុក ប្រាំង ហើយ ខ្ញុំ មិន ចាំ ណា មក ប្រមាណ គ្នា ប្រមាណ អ្នក ទេ តែ ច្រើន យក មក បាទ អញ្ចឹង គ្រប់ ពេល ដែល គេ បញ្ជូន មក គឺ គេ សិត តែ ដឹក ដោយ រថ យន្ត មក ដល់ កន្លែង ដែល លោក នៅ ប្រចាំ ការ អញ្ចឹង មែន ទេ បាទ អញ្ចឹង មែន ចុះ ករណី ផ្សេង ទៀត ដូច ជា ខាង លោក ដែល មាន ការ មាន ទទួល មនុស្ស ដែល ត្រូវ ចាប់ ខ្លួន ពី អង្គភាព ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ទេ ដូច ជា អង្គភាព កង តប អង្គភាព នៃ ស្ថាប័ន មន្ទីរ នានា នៅ ក្នុង ក្រុង ឬ ក៏ ទី កន្លែង ផ្សេង ទៀត ដែល គេ បញ្ជូន មក ពី តំបន់ ភូមិ ភាគ នានា គេ បញ្ជូន មក តើ គេ បញ្ជូន របៀប នៃ ខាង នារសា ក្រុង បញ្ជូន មក ឬ ក៏ គេ បញ្ជូន តាម របៀប ផ្សេង ដូច ជា មាន ការ ចាប់ ដាក់ ខ្នោះ ឬ ក៏ រុំ មុខ ជា ស្រេច បញ្ជូន មក ដល់ កន្លែង ដែល លោក ប្រចាំ ការ នោះ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប គឺ មាន ការ ខុស ប្លែក នេះ ទាំង អស់ គឺ តាម រយៈ ដែល ក្រសួង និង អង្គភាព កង តប របស់ គេ ដល់ ខ្លួន ខ្លួន ពី គ្នា ដែល បញ្ជូន មក ស 21 បាទ ខុស គ្នា យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ទៅ លោក អាច និយាយ ឲ្យ ច្បាស់ បាន ទេ លើ ភាព ខុស គ្នា នេះ លក្ខណៈ ដែល លោក ថា ខុស គ្នា ទៅ តាម អង្គភាព នេះ មួយ នេះ ខុស គ្នា យ៉ាង ម៉េច បាទ ខ្ញុំ ជម្រាប ថា ដូច ជា អង្គភាព កង តប ដូច 310 ចឹង កង ពល 310 ហ្នឹង បញ្ជូន មក គេ ចាប់ បាន មក បញ្ជូន មក ខ្លួន គេ តែ ម្ដង បាទ ដាក់ ឡាន យក មក ដូច កន្លែង ផ្សេង ទៀត ក៏ គេ បញ្ជូន មក ខ្លួន គេ សិត តា ដាក់ ខ្នោះ ហើយ បាទក្រៅពីក្រមនារសាក្រុងតើគេមានប្រើវិធីនៃការនិយាយភូតកុហកថាផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងធ្វើការដោយដឹកជញ្ជូនមនុស្សដែលត្រូវចាប់ខ្លួនហ្នឹងមកក្នុងលក្ខណៈធម្មតាមិនបានចាប់ខ្លួនមិនបានវាយដាក់ខ្នោះឬក៏ចងមុខទេមកធម្មតាមកដល់ទីកន្លែងលោកទើបអនុវត្តប្រតិបត្តិការដោយដែលលោកក្រមលោកធ្លាប់បានធ្វើចំពោះ មុខសញ្ញានៃមនុស្សដែលបញ្ជូនមកពីខាងនារសាក្រុងដែរឬទេបាទហ្នឹងក៏មានដែរគេបោកប្រាស់យកមកឲ្យចាប់ខ្លួននៅកន្លែងហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងមានន័យសរុបមកវិញមានន័យថាកន្លែងក្រមលោកដែលគេបានចាត់ឲ្យប្រចាំការនៅកន្លែងដែលផ្ទះមួយដែលមានវត្ថុដាក់ប្រចាំការនោះគឺ ការទទួលមនុស្សមានពីរប្រភេទទី 1 គឺមនុស្សដែលគេរៀបចំប្រើល្បិច
bọc prà cốt ôi mộc thà phá đô cả lãnh thư cá ư mộc tiêm nút thò mặt đá thay mà đó tì ní tư ảnh vọt bọt bọt cá trong cá chạp luôn cốt ở đây mùi bài thay mùi bài tiết bàn đây thà ông gặp hiệp giảm mây đó bọc ký nghe là nút kì bàn thư cá ảnh vọt chạp chóng mà nút rụi hơi hơi đặc dọc mộc bọc cùl ôi ông gặp hiệp đó bọc lục đàm bây chặt và chún chôn từ khăn ông tay mà đòn anh chăng mến đi bạn chăng mến luôn khăn ông bắt đại bắt ca khăn ông ca từ tuôn mà nụ ông ngập hiếp bắt lúc thua ca chăng mấy tới thua ca tại bây thằng ngay tí rồi có thua ca tiền về dục đài hay bà thua ca về dục mong và man rồi mẹ đây mình từ tuổi thơ cá rứa co từ tuổi thơ cá đời mình cầm nọt pì pì ná coi dừng bọt bạt cá có thơ cá bàn đài nông ca từ tuổi mình nụ bạc nhom chìm rệ sôm chìm rệ thà ắt men pì về lia đài sầm rãi cứ men pì về lia thơ cá là hô tam đón ắt tiền chúng cứ thua ca chỉ ở chân trai mà đây thà tiếng dục tiếng thằng ấy một đòn pì ná cứ chặt ca pì nụ miền này thành chân tí bà nhân phong chấm đẹp thà ca nghe đại chạp ca nghe đại bình chun ca nghe đại thực tuấn cứ nơi pì đại kỳ bình chia máu cứ bộ nhầm từ cai pì ca nghe đắng cứ lặn đây chỉnh chăm sát chỉnh ít thoa mặt đá bà chẳng bàn đây thà cầm một lúc mình men từ ông quỳ rồi có cho thưa ca nơi thì nu chia chân trai thì ca nghĩa cứ ở trai từ lựa bọn mình chia và bọn mình chia thà ở bờ đồng miền mới thà trời phải chăm ca đam mê từ tuôn mình nu cứ từ từ chăm ca nơi thì nu hay ca phải chăm ca nu cứ mình cầm nọt pì đi pì na cái đó ở từ tuôn mình chia dục cái đó thằng ngày cái đó chật phư cái đó ở từ miền bọn mình chia cứ anh vọt đại khát chẳng mến đi bạc chẳng mến luôn cho cái lấy xâm ra xâm nạn nữ tiền là bộ lục xâm nạn nữ càng nó cầm lục ở nữ ai nà nơi cái lấy nà rứa có xâm ra nơi tin lúc tay mà đón đi cái lấy xâm nạn nữ trong chi vực hiệp ai cái chun và chăm tháng ngày riêng rồi tháng ngày nó nực lại nà bạc trong sông chìm đẹp luôn cứ cái lại chạp nó chỉ cái lại đây nơi là hốt mà thì chân trai ấy lấy luôn này dây âm pi đầm na rướng này cá chạp mình nu rồi có tơ tua mình nu pi cái lại đài lục cầm lục bàn tự tu ca nghiệp và chăm cá một nông bình tớ propert từ giang đôi mà đây một nông mà đây tha một sầm đai ác kia khung khôn niên nía nữ nông mình bờ đầu bên này mình tí so mà phải mùi tớ propert từ giang đôi mà đây nhâm sông chấm đẹp luôn bây giờ mình đã chạp bàn hai rưu muối có đặc trình chuôn vô máu cứ vô máu chỗ tới khăn ông cái lãnh cục và khăn ông bạn ở bên cục tới đó cái lãnh cứ cái lãnh ca giải bọn xuất thi đắng cứ khăn ông bật cô ấy tới khang bọn thi đắng tới bọn thi đắng có thư chung một thư ấy cót chung một cót ấy hai bàn tới khang lẹ thọt rút cứ thọt thọ thấy cái đặt lạ đại cái nắng thọ đấy hãy có cái vô ta oi bằng thiên vô ta oi này một pê mưa tam một tụp na đây này cái đặt tam một tụp mùi mùi nó đẹp một tụp tồi chẳng miền đây tha crom để bọt lốp bọt bọt cá cứ còn tệ chín chun mà nô vì cái này tia đây chỉ bộ và chăm ca từ tuôn mà nô đại kỳ bị chun bị khang cai mớ hay bị chun từ đó trầm té
ឬក៏កន្លែងធ្វើការដកស្រង់នៅជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកទោសឬក៏អ្នកចាប់ខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងទេចប់ពីនឹងគឺត្រឹមនឹងគឺដកកម្លាំងមកវិញហើយឬមួយក៏កម្លាំងរបស់លោកនឹងនៅរងចាំបន្តក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សយកទៅដល់កន្លែងឃុំឃាំងទៀតឬក៏ចាប់ពីនោះទៅមានកម្លាំងផ្សេងទៀតគេអ្នកទទួលបន្ទុក បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកពេលកម្លាំងពួកខ្ញុំដែលបញ្ជូនចូលទៅដល់កន្លែងបងសុធីកន្លែងកាយឡៃសួរឈ្មោះថតរូបនឹងហើយដែលគេធ្វើឈ្មោះថតហើយហើយហ្នឹងគឺខាងកម្លាំងពេញយកទៅដាក់តាមបន្ទប់តូចតូចហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងរវាងក្រុមរបស់លោកដែលជាអ្នកការពារខាងក្រៅក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សចូលហ្នឹងគឺទៅផ្ទេរផ្ទូគ្នាត្រឹមកន្លែងដែលឈ្មោះធីជាអ្នកធ្វើបញ្ជីឯកសារហើយនឹងមានការថតរូបត្រ
Bạt chẳng mẹn lục. Nị dây bì đầm nà nây ca bánh chút mẹn nô. Từ bì cả lại bạch bàn dân nghề dứt cái thà cả lại thua ca dìm bạch trăm ca bạc rộng lô cư sàn nì nây bạch chụ. Giờ một khu mông bạch bàn ní. Từ đò là hốt đò cả lại từ tuôn bạc côn mẹn nô nơi khang bò bên khang khăn nông nây tua slang bạch bàn ní. Ta bà phật tư giang đôi mà đình đã đặc lan từ tiết rồi có bắt đầu từ tì hãy bỏ bắt đầu tới bắt đầu nhẹ để tôi chập luôn nắng tam là biệt dạng mình trong cái này tịch nhé hay trong cái này đam mê mình nuôi chăn nhé ta cái thưa cầm lộc lỗ cái thưa chặt cà này dạng đêm này tới ba cầm lang đại phụ nhom chập bàn thì tha cầm lang khi bị chun mau chán giếng để tha mau tầng lan giếng cái cầm lang cái tròn hai bên đầu máu cứ cái ruột sai và cái ruột sai mới sổ tam đầy đằng ó hay đặt cái từ châu từ khung cục đặt tinh tới phù vì đặt từ đó cứ cái tròn một tròn ấy chết mười phải một khơi vậy bà hay pi khla đài cái chu nhiều máu chán cứ châu cục nó bà châu cục nó cứ hai lần từ lượt tiền hắn kỳ bật thuê chạy sao đó bạn ạ ai cái ao đọt sầm bị một bẹt trên ao lý nó ăn men to đai chỉ môi này khang sàn sọc bàn này mà lúc đây một đò cái lạnh lục hay cầm lục ông có phiếu bảo lục nâng trên nẹt tựu khó trơ trong ca chặt bình chun bật to từ khăn nông đầm bay chặt chay trong ca đã cục rồi coi dân vào bịa thật không kháng lúc ta còn một đất mà lúc đây chơi hơn tệ bà má nơi khăn nông lược na để thay về chơi hơn chiến kê bằng phốt nâng miên chùm luôn hai bà mà nẹ chán cho hà học gặp nhẹ mình là máu đây nhẹ mình toàn chặt luôn còn là cho mà đo là cái lại cục nắng cứ cái ao cho mà đo muối và những ở trong đằng giang ngay trong đằng pì cái lại lô cái lớn pì cái lại này lô bảy trăm k cái lại pì vật trụ là bọc mồm nắng cái bảy trăm bón nắng ấy từ đó là cái lại mua thô thì đầm na nữa à không cao bảy chục nữa nữa à tệ parama đây lô thọ bàn khơi những bàn chuột nắng từ tua mình nu đại miên chấm luôn chia ra hơn nắng phần màn nè bà về đây mình lấy đây cái chuột mau ao phục nhóm nắng cứ chấm luôn hai học sập nè hai học sập nè nắng cứ
ដាក់ខ្សែតែម្ដងដាក់ខ្សែដោតខ្សែតាមប្រឡោះដៃហ្នឹងពួកគ្នាច្រើននេះកំឡុងរបស់ខ្ញុំតិចបាទបាទបញ្ជូនទៅចូលទៅឲ្យខាងបងធៀងទៅដោតខ្សែទៅហើយដល់ពេលបដើរចូលទៅហ្នឹងកំឡុងរបស់លោកមានគ្នាប្រមាណអ្នកដែរបើមនុស្សដល់50 60អ្នកអញ្ចឹងកំឡុងកំឡុងកងការពារដែលនាំចូលនាំអ្នកទាំងនោះចូលទៅក្នុង អាគីដើម្បីឃុំខ្លួននឹងត្រូវប្រើកម្លាំងប្រមាណអ្នកដែរបាទដោតខ្សែហ្នឹងគឺកម្លាំង 6 7 អ្នកគឺកាន់តែខ្សែហ្នឹងធ្វើឲ្យតឹងកុំឲ្យទូសហ្នឹងដួលបាទហើយបដើរទៅរហូតទៅហើយជិះប្រាប់ទៅកាច់ទៅផ្លូវនេះផ្លូវនោះផ្លូវនេះផ្លូវនោះបាទអ្នកដឹកខ្សែហ្នឹងមានដឹកខ្សែដឹកមុខដូចយើងដឹកគោដឹកក្របីដែរទេ បានន័យថាមានខ្សែអញ្ចឹងហើយមានអ្នកដើរពីមុខបានន័យថាសន្តិសុខម្នាក់ដើរពីមុខទាញខ្សែហ្នឹងដើរតម្រង់ផ្លូវអញ្ចឹងមែនទេបាទគឺម្នាក់គឺដើរតម្រង់ផ្លូវទៅបើអញ្ចឹងអ្នកទោះអត់ដឹងផ្លូវទៅទៅច្រកណាគឺម្នាក់គឺកាន់ដើរទៅមុនយ៉ាងហីអ្នកនៅចំហៀងគឺកាន់ធ្វើម៉េចឲ្យខ្សែតឹងទៅកុំឲ្យអ្នកទោះហ្នឹងដួលហើយផ្លូវណាកាច់គឺកាច់តាមគ្នាហ្នឹងហូត នៅក្នុងការសិក្សាសំណុំរឿងមានករណីមួយដែលមានចំនួនច្រើនអ្នកគឺជាកម្មាភិបាលកងទ័ពនៃកម្លាំងភូមិភាគបូព៌ាដែលបានបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរសន្តិសុខស.21មានចំនួនច្រើនរហូតដល់ 300 អ្នកសំណួរសួរថា តើកន្លែងរបស់លោកនឹងមានតែទទួលមនុស្សម្ដងឬក៏មួយថ្ងៃរហូតដល់ 300 នាក់ដែរទេហើយប្រសិនបើទទួលរហូតដល់ 300 នាក់នោះតើចំណាត់ការនៃក្រមរបស់លោកដើម្បីចាត់បញ្ជូនពីចំណុចទទួលហើយនឹងមកទៅប្រគល់ឲ្យទៅខាងក្នុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងដូចម្ដេច បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកដែលយកមកច្រើនអញ្ចឹងគឺ ឲ្យគេឈប់ធ្វើកន្លែងពួកខ្ញុំហើយពួកខ្ញុំដែលអ្នកបើកបរឡានហ្នឹងគឺសុំឡានគេបើកចូលតែមកបាទចូលទៅក្នុងគុកតែម្ដងម្ដងម្លានម្ដងម្លានចូលទៅបាទលោកនិយាយមិញថាកិច្ចការប្រតិបត្តិការទាំងអស់ គឺដូចដែលជាប្រធានមន្ត្រីស.21ជាអ្នកបញ្ជាហើយទៅបញ្ជាទៅលើហហើយហក៏បញ្ជាមកក្រុមរបស់លោកថ្នាក់ក្រោមទៀតដើម្បីអនុវត្តហើយក្នុងករណីខ្លះគឺហក្នុងក្របខ័ណ្ឌនោះគឺហទៅដែរគឺក្រោមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់គាត់ក្នុងនាមជាអនុប្រធានសំណួរសួរថា តើលោកដឹងទេថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់ដូចចម្ពោះហោហ្នឹងគេប្រើប្រាស់ប័ណ្ណបញ្ជាយ៉ាងដូចម្ដេចជាលិលាអសរឬក៏បញ្ជាដែលផ្ទាល់មាត់ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរលោកតាមបញ្ជានេះគឺពួកគាត់មានទូរស័ព្ទដៃមួយម្នាក់ទាំងអស់បាទដឹងគាត់និយាយតាមទូរស័ព្ទហ្នឹងឬមួយក៏ តាមកដាស់នៃសារគាត់យកមកឲ្យក៏មិនដឹងដែរនិយាយពីក្រុមរបស់លោកលោកទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ជាទូទៅពីអនុប្រធានរបស់លោកឈ្មោះហោឬក៏លោកទទួលបញ្ជាក្នុងការប្រតិបត្តិការផ្សេងៗផ្ទាល់ពីជំនួយចាប់ចោតឈ្មោះដូច បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាទទួលបញ្ជាភាកច្រើនគឺខ្ញុំទទួលពីតាហោបាទពូតាហោជាប្រធានរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែដូចគាត់ប្រធានឬតាហោជាងគាត់បញ្ជាមកតាហោតាហោបើបញ្ជាមកលើក្រុមពួកខ្ញុំលោកដែលទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពីជនរៀបចោតឈ្មោះដូច
but khnyom som chamrieb tha khnyom ko thlop ban tetul banchea pi kwat dae khnom kanei na khla teu lok aich riep rop kanei dae lok tetul banchea ptol pi chamrieb chaot chmuot doich khnom ka anuvat dae te ba khnyom som chamrieb tha doich kwat aoy khnyom teu svai rieng teu yo còn tòa Việt Nam đã chạp luôn ba nó cứ bên chia bị còn ấy tới khôn ông Long Pil đại lục từ ban đầu thưa ca nơi mình ti sản xuất xong một phây mũi mà chạm đồ phong bình những ta lục ban từ tour Paramin rồi có ban đăng ông Pi Pratahed đời lại xây tiết đại đội khuôn ai toal khôn ông niêm chiệp thiên mình đi so với mấy mũi ban anh vót nơi phật bát ca chập khuôn mà nuốt đại tế ban này thay chập khuôn là khuôn cọt toal nông ca mình chia chập được phật bát ca nông ca chập khuôn mà nuốt ta lục đằng năm pi phật hai tiếng đại tế ta miên cả này năng đại tế bạn miên khôn cả này năng tai cọt mình chập toal khôn cọt ba này bộ cọt miệt tu những cây cano còn bệnh chia mà lưu phụ khá đang đổi thả phụ xế, phụ phê, phụ phá lấy có quạt bệnh chia mà này. Cả bệnh chia phụ tốt, không có nơi nào khá thứ, nếu như dây đi vào bàn tế, dương như dây không có khăn tay bệnh chia chập luôn đi, vô dương như dây không ăn hết mối bẹp bọn đằng ca chập luôn, đằng ca bệnh chún mà nút, cho mình tí xô mà phê mùi cho vô ăn hết xế, mình toàn đoàn làm lại cá trở xua đi, nhưng dương xua mà bị ăn hết bẹp bọn đằng nâng là ca chập khuôn cả này để quạt mình chia to lòng ca chập khuôn mình đúng này để thà quạt mình thôi lực quần quạt đấy quạt mình chia này xem tiền ta cả này là khác đây lục đằng tam lục đằng bà ta nhầm đằng cứ quạt hai bộ nhóm này nóm chập tập phong nằm tiệt quạt trong đại lục này gì mình tha nhiều là sao còng năng mình đấy đại 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 no mình nu một pi bỏ đất tê sắt một pi bỏ đất tê một bậc cô lòi lục đầm bay bị chun bị chôn từ không cục phong năng mình đấy bà cứ tập phong năng ai đại quạt hai bộ nhóm này nó am ao chập luôn tập phong năng lúc này gì ông pi bật bật ca nông ca chập chung một phòng mở cái tờ ca bật từ giang đây mà đây bạn nhông xong chuẩn đẹp ha tuy đại thời ca chập luôn tập phòng nắng cứ quạt ọc lồng này nón phụ nhông chập nhẹ sủng khăn mà nhẹ cứ bằng phòng bạn bây giờ mong của man mong của má quạ mắt đó cứ phụ nhom lẹt luôn hay tập bao năng chim mà tôi trôn máu cứ trôn mầm tiếc quát ai quay dùng mũi quát phụ nhom chạp luôn làm đó chẳng ban đây tha dương ban này gì khné bị phịa xa khné rụi hơi hôm pi một thành nhà tới chắp cứ chung một bóng hơi ca chập ní cứ pi đại một đò tiệt rồi bọc cốt hơi cốt này nôm thá pi đại một đò hơi riệp chom bằng cùi sụp bùn hơi chập đấm chập tại một đòn miên miên pha mình chia tiệt thèm tiệt tế rồi còn miên chìm mô chia thành nhà ai xem tiệt lược đầm bay chia cầm nát thá đò pi thở chập hơi tế rồi còn anh ta nị dây bị kêu nên chìm muốn hơi pi một đó cứ prata bát ca tại một đòn bạc nhâm sông chấm điệp cứ ban đạm mô khnê hai ông hai pê là chôn máu cứ ban ăn cuối ban màn tích cứ thức ca chạp luôn làm đó
Chok ka chap khluon hoy srae rư ko nun hoy lok mai hai ta hoy thom lok dang pi pratika nai ka chap khluon nun hoy hoy srae dai chea samachik nai kana kamathika so 21 neu prey so dai riti បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប លោក ប្រធាន តា ចាប់ ខ្លួន បង ហុយ ខ្សែ គឺ ខ្ញុំ ក៏ នៅ ជាង អាច ដែរ ពេល ដែល ចាប់ ខ្លួន ហ្នឹង ក៏ ទៅ ឲ្យ គេ ទៅ ហៅ ខ្ញុំ មក ពេល នោះ គឺ ក្រុម របស់ ពេង នៅ ភ្នំ ពេញ ហើយ នឹង ពួក ប៊ូ ពួក អី ហ្នឹង ទៅ ជាមួយ ទុយ ជាមួយ អី គ្នា ច្រើន ណាស់ ទៅ ការ ចាប់ ខ្លួន គាត់ ពេល នោះ គឺ ខ្ញុំ ទៅ អត់ ទាន់ ដល់ ផង គាត់ ជិះ ម៉ូតូ ចូល ទៅ គេ ធ្វើ ការ ចាប់ ខ្លួន គាត់ ហើយ ខ្ញុំ ទៅ ដល់ របង ផ្ទះ កន្លែង ផ្ទះ លន់ នន់ ហ្នឹង បាទ ផ្ទះ លន់ នន់ នៅ កន្លែង ណា ទៅ កាល នោះ បាទ កន្លែង ស្លា គូ ហ្នឹង គេ ហៅ បាក់ គូ បាក់ គូ ស្លា គូ ហ្នឹង បាទ អញ្ចឹង ការ ចាប់ នន់ ហុយ ហៅ ហុយ ស្រែ ដែល ជា សមាជិក នៃ គណៈ កម្មាធិការ គ្រប់ គ្រង មន្ទីរ ស 21 នឹង គឺ ចាប់ នៅ ផ្ទះ អតីត ផ្ទះ របស់ លន់ណុន គឺ នៅ ស្លាគូ ឬ ក៏ ហៅ បាគូ ហើយ សំណួរ សួរ ថា ថ្ងៃ នោះ មាន វត្តមាន ជន ចាប់ ចោត ឈ្មោះ ដូច ដែរ ឬ ទេ បាទ ខ្ញុំ សូម ជម្រាប នៅ ពេល នោះ គឺ ខ្ញុំ អត់ បាន ចាប់ អារម្មណ៍ មើល គាត់ ទេ តែ ខ្ញុំ ភ័យ ធំ ចាប់ អង្គុយ ខ្ញុំ ភ័យ ខ្លួន បណ្ដោះ បាទ ភ័យ ខ្លួន ថា ខ្ញុំ ចិត្ត ដល់ ថ្ងៃ ទៅ ចាប់ ខ្លួន ទៀត ហើយ ពួក គាត់ បំបាយ ខ្ញុំ ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ស្រែ ហើយ គាត់ នឹង អាច ចាប់ ខ្លួន ពេល នោះ ខ្ញុំ នៅ មន្ទីរ ស 21 ភ្នំ ពេញ នប នួន បាន ឆ្លើយ ដាក់ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ មាន គម្រោង ធ្វើ ការ បាប បោ កាយ មក ខ្ញុំ ឃ្លាំ មើល កភ្លើង កភ្លើង កាយ មក គេ ដឹង ថា ពួក ខ្ញុំ នឹង អាច ធ្វើ ការ បះ បោ ព្រោះ តា ហោ បាន តំណោះ ជាមួយ គាត់ 3 ដង ហើយ ហើយ មួយ ទៀត តប៉ាង ពី កង ពល 703 ចាប់ ខ្លួន មក ខ្ញុំ លួច សួរ គាត់ លួច សួរ គាត់ គាត់ ថា គាត់ មក កន្លែង នេះ គាត់ ឆ្លើយ ដាក់ ហោ អញ្ចឹង ពួក ខ្ញុំ នឹង អាច ជាប់ គុក ថ្ងៃ ណា មិន ខាន ដល់ អញ្ចឹង ចាប់ បង ហុយ សែន គឺ ខ្ញុំ ភ័យ ខ្លួន រហូត ញាក់ សាច់ បាទ ភ័យ ខ្លួន លេង គិត ឃើញ អី អស់ មក ឥឡូវ នឹង អង្គ ជម្រះ ដោយ ឃើញ ថា សាក្សី ក៏ មាន ការ រំជួល ចិត្ត ផង ហើយ ដល់ ពេល ទៅ សម្រាប់ ផង អញ្ចឹង អង្គ ជម្រះ ប្រកាស សម្រាប់ 18 នាទី រហូត ដល់ ម៉ោង 11 ខ្វះ 10 នាទី សូម អញ្ជើញ ចូល វិញ ដើម្បី បន្ត កិច្ច វិភាសា ស្ដាប់ សក្ខី កម្ម សាក្សី រូប នេះ ទៀត មន្ត្រី តុលាការ សម្រុប សម្រួល រក កន្លែង សម្រាប់ សំរុំ សម្រាប់ សាក្សី រូប នេះ នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល សម្រាប់ ហើយ ឲ្យ នាំ គាត់ មក កាន់ សាលសម្ដនការ មុន ម៉ោង 11 ខ្វះ 10 នាទី